This is a Chucky Beat production. Như là đã thấy tất cả một đời sống hối hả. Nhà tôi gần phố trong một lần đó, do là may mắn cho tôi tìm được người bạn đồng hành dùng mong manh nhưng cả hai lột tả cùng một tần số. Đô thị vô vị là mảng bám ở vòng hồng tồn động, và ta đi xuyên qua nó với một tâm hồn rộng đủ để mãi nguyện cho ta xin chào và đặt một niềm tin vào không thần linh nào muốn ta hoàn hảo bằng cách cho vào đời mỗi cái máy in màu. Thứ duy nhất để ngăn cách con người chính là ngôn ngữ, binh pháp giao tranh đã có tôn tử. Nơi tôi nằm xuống sẽ làm đường về làng cho cô thôn nữ. Nơi tôi nằm xuống sẽ là cây, sẽ là giấy và sẽ là một nắm mồ mà tôi chôn chữ xác con xin bón cho cái cây phượng sân trường, mang nước sẽ cuốc mượn dân thường. Sẽ công việc tay chân lưng tựa chân tường, tôi chạm vào thứ cho là giá bận nhất cức, thả nó vào đời thì lòng vẫn bức rứt. Người ta đạp lên nó với hình thù của bàn chân, có lúc thì tròn lúc thì vu. Nên ta yêu mái nhà, yêu mấy con mèo, yêu khúc bánh mì luôn mấy con mèo. Tụi nó ngước mắt nhìn mỗi khi mà nghe thấy trong phòng khua chén dĩa. Mai tao bán lời này đi với cái giá nào bây giờ, khi mà dàn phát nhạc của người mua kén đĩa. Trong cuộc đời này con chỉ là đứa chưa từng nghe lời thầy, cuộc đời này con là đứa sau cùng trong một đống đổ nát. Từ chỗ này sang chỗ khác là niềm đau người ta đang phụ nhạc, và là niềm tin từng sâu trong lũ bạn. Thương miền Trung mong lũ cạn, thương vùng quê tôi nắm nào phủ đạn. Có những cái đẹp cho dù bán ta không thể đem mua được hết, đó sẽ là mù quáng. Không ai là chủ, không bị sở hữu, đó chính là hoa. Hoa và ta luôn chung một bản hòa ca. Hoa đã có từ lâu trên cung đàn phim búc, hoa vương nhánh ở trên công trình kiến trúc. Khói kim tự tháp nằm trên một hình cầu, trong khói hình cầu có chứa được những chiều sâu. Không nơi nương nấu, nơi cứ cho đại dương giấu, tránh xa nơi đất liền tanh tươi vương máu. Để khi mắt gần mờ, tai dần kém, không thể ghi bàn chỉ trong một lần ném. Dòng thời gian nào giúp cho tôi về được với tụi nhỏ, nơi chúng nó vui được bên bụi cỏ. Quá nhiều địa điểm nơi được phóng tên lửa, sao ông không về nhà, con mèo ngóng bên cửa. Còn đường cống còn cả đống nên sửa, sao ông không về nhà trước khi nhanh chóng quên nữa. Nhìn ra không gian được dán băng keo đen, ta là những kẻ mang theo khăn đeo khoen. Là tâm ngôi sao sáng, là ngoài nổ đột ngột, là năm trời hạn hán mà không hề đổ một hộp. Rồi người lạc lõng đi tìm một hạt giống, cho cánh hạt phóng qua đồng và giúp bài nhạc sống. Người lạc lõng với hạt giống, những nhạc rồi ướm đã bật thêm. Trái đất này mặt trời thương nên rất hiền, ngày hôm sau một trời vui trên đất mềm. Nhưng em ơi, khi của em cuộc sống sẽ vui hơn rất nhiều hơn tất cả những buổi chiều, trên tất cả những chuỗi phiền. Với vất vả ở tuổi mà chỉ đem mặc cảm với túi tiền, và tới khi chân trời đuổi chạy đi đến cuối miền, chiếm chiến trường kiếm tiếng đàn. Bình minh vừa hát người ta phải kiếm chuyến hàng, tôi mới đi về tháp và cho tao thêm mấy đồng tiền vàng. Đã còn trong mối bán phân phối sàn, đóng cước gói thẳng bán gói thẳng đối kháng với rối hoang. Như tin tức phát sóng lúc tối qua thì đây là nơi tối sáng với dối vàng. Mấy con mèo chạm mấy lời tới mấy ông chuyên lấy lông, mấy con cù giết mấy con bò, mấy con gà, mấy con cò già qua, mấy con đò, mấy con phà, mấy đứa nó chỉ còn là thức ăn từ khi bước vào trong lò làm. Và mấy con mèo như là em cho anh biết được thêm con đường này, con đường kia, đường đó. Biết được khi trời khuya thường gió, biết được trong khu vườn có những cánh hoa nở dài. Đó là khi nhắm mắt chấm sáng còn ở lại, như là cái cách thầy vẫn dạy. Mặc dù ngày đầu con đi sai lớp, như cái cách stand đi đã lấy đi đôi mắt từ con người trên cơ thể này của sai club. Cho cốt con xin được nén thành viên phấn, dùng màu trắng đôi để vẽ nên thiên thần. Sau cuối ngày về ôm lấy mình trong gương, đó là người gần nhất ta trông thấy mà không thương. Đất bám vào chất xám được khai thác cho bài nhạc hay và hiệu quả. Tình cờ ta như không bao giờ vay mà chịu trả, ta được dạy để biết đây là điều nhảy. Mà khi còn bé con đã giết côn trùng với bài học sắc máu mà cô chỉ biết tôn sùng. Ngoài đường đổ dồn những ánh nhìn, vài người sợ người ta sẽ đánh mình. Xin mặt trời mang cực tím lên cực điểm, cô chấp nhận mất mát cho bài học thực tiễn. Và mẹ ơi, con người không xấu xa, họ phải quan tâm những điều để giấu ta. Họ phải sang nuôi những thứ mà nấu ra, họ phải nuôi những con mà lẽ sao mà được anh cho bất ngờ và cuộc không ngờ được cứ tình cờ và cuộc như thời gian ủi nát cho mình sang tuổi khác thì tôi duy nhất cứ chờ là được chinh phủ sẽ bất ngờ và vượt đằng sau chất thêm bao nhiêu đời mà buộc bàn bên kêu cháo với cái đùi gà luộc. Người ta cầm trên đôi tay đã buốt miếng ăn còn nóng hơn nhiều con số hay cả thuốc. Bạn ơi tôi xin được ngã trước khi tôi nói chơi nhạc của tao trên tên cả nước, đó là rap vì tôi có thể gói tâm tư trong đó vì tôi có thể nghe. Khi tôi không muốn che thì tôi có thể nói, còn anh bực tức cho tôi không được khoe đôi. Khi tôi chắc ta vì thời gian của ta cách xa sẽ đây hai nhìn lách qua thì bên cấm một giây nắm mà anh đang cố không thể sách ra. Ngôn từ đường phố sẽ là bách khoa phát bài sách loa nhạc sẽ được phát cấp các gác chứ đừng gác lắm và cùng đón chào cùng uống mừng.
chỉ vì khách xa. Ta kêu tên nhau vì tách trà, hay là thích phá phách phà. Tao nhớ năm ấy hiu có mắt bà, vì con điểm kém bị đánh vô lách da. Tao sống trên chính nước mạng, niềm tin mẹ ơi con sẽ có cách mà. Mẹ hỏi tôi qua tại sao mình dám nói dối bà. Ông người đó chỉ ghe và còn chẳng lối ra. Chân đầu đó rất đau và phải cắn gối ta. Và vậy là đánh nhau con thấy đâu thì không có vơ lấy nhau. Ông viết đến hết các trường đời dục mới có tới mấy câu. Người này câu sẽ lấy nhau rồi giọt nước mắt có giấy lâu. Chồng chồng vẫn cứ xoay từ mặt xoay đứa con đấy sau. Và ta lấy mai ra bài đang viết để mai thu ta đem ta bán hai xu để tao có cái nhai. Cho tao uống say sau là giao đấu với tay không. Ngày đi trên đường Cống Quỳnh ngày chợ Thái Bình, hơn yêu yêu thương chỉ vì trong tâm hồn tao có cái mình nâng niu. Người ta bận biểu hay cần thiếu cam phận chịu cho nó chân yếu, và tao vẫn liệu tờ ngân phiếu nơi cái trả bạc chịu cho năng khiếu. Thôi thì thà tao cứ phát ra nhạc đi xung quanh những người thắt cà vàng, đi không nhanh nhưng công an bắt chặt phạt chỉ được tay pha bộ để chanh chua. Nhưng mà may ra vì đây trong ly cam vắt là hạt và nhạc và tắt chắc là đàn. Tại cảm thấy bầu không khí này rất là ngạt, từ người lao công đến cái xe giao thông mang đèn báo, bên kia đường sửa sang cửa hàng áo. Càng về sau nhà càng cao, bắt thêm thang và dàn giáo để mà sáng tháng qua mới cáo sáng. Chỉ từ tháng 6 thì đã 6 tháng người ta bán báo không có báo bán. Bạn tao cũng phải đi bỏ bao hàng kịp dịp lại để cho đất nước một ngày rập bóng cờ đỏ sao vàng. Tao có bạn người da màu, người da vàng, da trắng song sinh, trao dồi cho tri thức thông minh khi thời đại ngày càng rút ngắn thông tin. Như những lời uống nắng trong cơn khi mà ra ngoài đời vẫn bắn thông tin nè. Đây là trong thâm tâm đang yêu và hoa đi vì nhạc. Đứng ly nước không phải để uống mà là rửa cái mặt, đổ quần áo giờ hôm nay xuống nhà bà giữ máy giặt thật nhanh chóng. Túi xưng đi qua thời gian thì không còn bao, khi mang theo niềm đau sẽ đau thật đau hơn khi ta không còn nhau. Anh vẫn là một con người cũ bên bài nhạc xưa, anh đang ngủ quên ngày và trưa như nó may lưỡi phú lên vài hạt mưa. Tin nhắn rủ anh cài nhạc chuông khi ta thôi yêu thương, con tim như đang rời rạc luôn. Hay là ta gặp nhau ngày mai đi, cho anh xem được đôi bàn tay khi ta trôi đi qua khó khăn khi em nữa yêu anh như hàng ngày. Hay là ta gặp nhau ngày kia đi, như chưa ai phải chia ly, như chưa hôm nay chung thế chưa mai về đêm với khuya làm gì. Anh muốn thấy nụ cười bên bờ vai, nhưng hôm nay đi xe sau lưng anh không có em, thế nên để mở phai bờ vực này mong manh. Ta sao lại đi theo nó cứ như là không phanh. Nhìn đồng hồ rồi nhìn lại mình từ trong gương, sao hôm nay ta đang thấy đau với những vết thương thông thường. Mình vứt cây kèo dâu nhưng xung quanh bu đầy kiến, biết đâu khi một mai ta thành công và tên mình in trên giấy tiền. Là một điều thật khó với bao niềm tin, nếu ai đành cho ta lấy liền. Là một bài thật ngắn viết cho tình yêu và biết là em sẽ thấy phiền. Vì phố xa lung linh hơn về đêm,
nhưng mỗi ta là một mình vòng vòng Sài Gòn màu nắng sáng chói. Đang đợi thêm cơn mưa bên nhau rồi quên ngay sau một vòng Sài Gòn dài thon nhất chân. Qua hoàng hôn chiều buông về ngang thắt lưng, về trên hàng cây đồi lây ngày xa, những cái lắc chân len can cho không gian trôi xa được ngắt ngưng. Mình ăn hàng rong thường thêm nhiều tương vài lát chanh, mình ghi bàn hơn là coi người ta phát banh, và âm nhạc thay lại cho người đang phát tranh, cho radio trên TV lân quanh đại phát thanh. Hôm nay đi ngang trường, ngang công an phường, người công nhân đang khoan tường, đưa đèn xin sang đường, bên trong tao hoang tàn. Đêm nay ai mang đàn, nhịp theo bông hoa đang vàng, đời bên kia dán hàng. Người thợ bạch nhòi đang xi xét, và lồng ngực thì vang khi xếp, hoạch hoạch tờ đơn ghi phép, người một đời chân đi dép hàng ngày. Đừng về phải ôm câu lét, khi ta đi Nguyễn Mông về nhà, cầm một cầu đàn ôm câu lét, tay trong tay khi đến chung giờ về. Mệt ngày từng km, tô đêm nay ga màu hồng, gặp bạn bè tìm vui giây lát, ta bên nhau như đứa con đồng lòng. Vào phòng ta cùng mai và mang giấy thu, nhiều khi mình hết tiền mang tài năng đổi lấy vài xu, làm sao để hết phiền, thôi mày đâu thể có quyền năng, đừng mong để giúp mày khi mà tao còn đéo có tiền ăn. Ha ha, thu qua đông lên đến trời càng rung hơn vì có gió, cho ta gom những điều khó nói đem vứt, yêu yêu những gì nó có. Trắng với lòng một màu trắng, còn đen chỉ được một màu than, đứa bé mà ngừng khóc thì sẽ ra thì nên bật cầu thang. Tầm mấy tháng trời rồng ra để học mùng cung sắp từ đầu trang, và thấy rất nhiều người chết lúc nghèo chứ một lần giàu sang. Người thì phê phán quanh năm chê chán, rap là gánh hàng rong khi đồ mưa và lê đi bán, rap là những dòng sông ngôi nhà xưa dùng quê khi sáng, rap là tao DAT and Maniac 2G1 forever. Done.